Hai xin chào cả nhà, đã trả lời video tiếp theo của em. Thì hôm nay em đang có mặt tại Vũng Tàu. Thì hôm nay em đi qua cái khu chợ kêu là chợ Chấm Lứ ở Vũng Tàu. Thì cái chợ này nó bán như thế, những cái mặt hàng là hải sản á cả nhà. Thì ngôi chợ nó như thế nào thì mời cả nhà cùng theo chân Phước tiến vào bên trong ngôi chợ nha. Đây, mời cả nhà tiến vào nha. Đây, ở đây có rất là nhiều đồ hải sản không cả nhà. Tôm hùm, tôm toàn bộ là đồ biển không, để mình tiến vào bên trong nó chạy cho cả nhà xem nha. Đây, đây có rất là nhiều cua tôm luôn cả nhà, tất cả đều đồ hải sản của Vũng Tàu. Những cái tre mà tiền mà đánh vào đây nè. Và đây những con mặt hồ rất to luôn cả nhà. Để mình tiến vào bên trong cho cả nhà xem nè. Ở đây thì mình cũng không biết là nó nhóm lúc mấy giờ nữa, thì anh em mình đi vào là ở đây là nó tầm khoảng 4 giờ. Còn một tầm con cá là cái gì anh Nghĩa với không vậy? Con hú. Qua một kho và một rất là to cái nào. Qua nhưng mà còn rất là to luôn. Chào anh. Rồi bán ghẹ con bự nha. Ghẹ này bán ký nhiều anh? Dạ 500 anh, 2 con ký. Là loại nhất á ha. Dạ. Dạ ở tạm anh hay tên gì ạ? Dạ Mỹ Ghẹ anh. Rồi đây. Dạ. Dạ của anh là Mỹ Ghẹ, các bạn là chuyên buôn bán về ghẹ luôn. Ghẹ tôm bốc hương. Dạ ghẹ tôm bốc hương. Đây là tôm hùm đúng không anh? Dạ đúng rồi. Phía trước của Phước là những cái gian hàng ốc với cả nhà. Mời cả nhà tới. Chào chị. Và chị này có rất là nhiều ghẹ luôn cả nhà. Con thú hài anh ơi. Con gì chị? Thú hài. Cái đó được gọi là dò dơi á. À, ốc dò dơi. Cái này là cũng ốc dò dơi luôn. Đúng rồi, có ốc dò dơi nhưng mà nó là chúa. Còn cái bên mấy bịch hàu này là mình bán sao anh hàu? Đây là hàu sữa. Hàu sữa là nó giáp cua, cua gặp cua thịt. Là như cua đá vậy đấy. Khi nó mình bán là tôi mua ngay đây là sau thế này. Không có miếng đá, không có gì hết. Nó chỉ ngầm qua nước mặn thôi. Cái này là niêm sữa, niêm hai trời, tím, vàng, ốc hương của biển, thiên nhiên. Tân số biển luôn. Cái này của mình á là bán là 400. Cái này là cái mú.
muốn biển luôn, muốn biển là muốn thiên nhiên, nhưng mà đó là 250. Anh nói con có biết biển nào? Hoàng Liên, Hoàng Dung 2. Bữa nay Hoàng Dung là 3 tiệm đời. Và Nhân Liên là chỉ có 1, có thể là cơ sở là có 2, 3, 4. Rồi, có hẳn số điện thoại luôn. Rồi, số điện thoại là có đầy đủ. Dạ. Thứ mai là thứ mai mua tư. Dạ. Hôm nữa còn đây là, đây là lục lớp của Biển Đông. Cá mú. Cái này là cá gì cô? Mực lá cả nhà. Cá chim, cá sấu nè, cá cam, cá hường, cá thu, cá bóp. Bán hết rồi chỉ còn mấy loại hàng này thôi. Rồi, chúc em năm mới dồi dào sức khỏe nha. Dạ. Đây là cũng có một cái tiệm dừa hải sản của anh Tân Hậu đây cả nhà. Đây là toàn cảnh cái ngôi chợ Xóm Lứ ở cả nhà. Đây. Chợ này là chuyên gia bán hải sản, chợ thị đồ biển không cả nhà. Dạ. Em là Nghĩa Phước TV. Dạ. Con này là con Nghiêu hay bỏ con Nghiêu to quá. Cái này là 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 cái
chị Quy ha. Này một ký bao nhiêu chị? 4,5 ngàn một ký nha cái nè. Đây là cái vựa của chị là vựa bé, có số thợ trên đỉnh luôn cả nhà. Đây hai chị bán hàng rất là liên tục nha cả nhà. Dạ. Đó, bình tích là chất lượng luôn. Đó, bình tích là chất lượng luôn. Đó, đó chứ. Mấy em quay quá. Cơm cắt hàng hả? Đó, gạch to nè, cho thấy rõ luôn. Đúng rồi, bình tích. Tính cái này giá là bao nhiêu? Giá này nếu mà bán tại vì thì đâu có lớn có nhỏ, chứ mà bự đó là phải là từ 700, còn này bán số 5,5 thôi. Tại vì ít quá mình mất, nếu mà bự vậy nè là tại nó phải từ 700 chứ lên được thôi. Đó là 700 hàng xe. Ừ, còn mà tại anh bán số anh không có nhỏ nhỏ trong này. Còn nhỏ này có 100 mấy rồi. Dạ. Rồi quay tâm hồn lớn nữa nó lớn em. Đó. Lớn luôn. Lớn luôn em. À. Nhân ký anh ơi. Chịu. Chẹo là giá gốc qua giá gốc. Chẹo là giá gốc luôn. Là mấy con? Hai con, ba con. Ba con này thì cỡ wow. 5,5 bán giá đúng mềm luôn. Giá một triệu là hợp lý. Lâu quay đơn hàng. Này. Nước dạ. Nước dạ. Có số điện thoại chảnh luôn ở nhà, địa chỉ cũng có ghi sẵn luôn ở cả nhà. Dạ. Này mình có ship không anh? Mình mà là mình cũng cần ship ở Hồ Chí Minh rồi Tây Ninh rồi. Dạ thì cả nhà có ai mà chợ Sớm Lúa nói chung là nếu mà nói về hải sản dạ. Là nó đi hàng đầu dạ hơn cả Hồ Chí Minh luôn. Nó nếu mà nói về mặt hàng con mẹ dạ. Hơn cả Hồ Chí Minh dạ. Giá mềm hơn mà ngon cả dạ. Tại vì ở đây là mẹ là mẹ Vũng Tàu dạ. Hồ Chí Minh nó còn lấy hàng ở Vũng Tàu vậy mà dạ. Hàng đây là toàn bộ là hàng tươi không? Đưa lên cho dạ. Mọi người xin nghỉ. Này là toàn bộ là hàng tươi không ạ? À, nói chung là chưa chưa qua muối luôn hả chị? Chưa qua xử lý. Dạ dạ. Hàng qua chưa xử lý, hàng tươi dạ. Sống thì bán luôn. Thấy hàng chưa? Hàng là đặc biệt hàng. 50.000 ký. 50.000 ký con. Dạ. Dạ anh chào chị. Dạ dạ dạ. 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 Trước mặt cô chú anh chị là một cái sạp khô, có rất là nhiều khô luôn cả nhà. Ngồi ở gian hàng của cô nhìn đi không được luôn á. Ngon rồi. Đúng rồi, đi không được. Cái gian hàng của cô, cái gian hàng của cô là cái. Chuẩn bị đổi nhân hậu, nhân hậu á. Đây là bữa khô. Đúng, bữa tập đoàn nhân hậu. Vâng rồi cả nhà. Có số điện thoại luôn cả nhà. Mình đã ghi rất kỹ nha. Bữa tập đoàn nhân hậu nha. Dạ. Cái này là nãy nói là cua lá chanh. Ghê sữa em. Còn đây cái mai cái là chiên giòn. Để kia cái đuối cháy tỏi. Cháy tỏi. Mật hấp dưa. Hấp dưa. Nó ngon. Quay mặt mình đã luôn. Ồ, chào cô, chào con cô ơi. Trời ơi, quá vui kìa. Không vấn phải luôn. Không vấn phải cá cần. Rồi, chúc cô mua em bắt cô nha. Cá cần. Dạ. Thôi làm lò bánh ác. Rồi, chở cái chỗ này đi. Dạ. Qua, có một con rất là to luôn. Đây là đây một lá, còn ở đây một ốc. Đây là ốc nè. Đây là ốc. Đây là bạch tuộc hai da.
có số điện thoại luôn nha cả nhà. Con chào chú. Mình mới mực chú ha. Rồi. Rồi mực nè, cái này là mực ốc. Này mực ống. Cái này là bạch tuộc. Bạch tuộc, cái này mực lá. Dạ. Còn bên đây là ốc móng tay. Là móng tay. Cái này là ngao tím. Cái kia là ngao vàng hay còi. Dạ. Đó là sò lông. Sò lông, ngao biển, nghêu. Dạ. Giá rẻ bất ngờ. Dạ. Chú bán được nhiều không? Hả? Dạ, chú bán được nhiều không? Bán cũng được, lai đai cũng khấm khá. Chú có thể đọc tên tiệm của chú lên đi. Tiệm này Kim Lon. Đó, quay cái cảng Kim Lon đi. Dạ. Đó, khô, cá khô đầy đủ, quay thoải mái. Kim Lon 1. Dạ, có lẽ là có nhiều Kim Lon lắm. Không, ở đây có Kim Lon mẹ, Kim Lon con à. Dạ. Ở đây là mẹ, kia là con, cũng là Kim Lon luôn. Dạ. Mà là con. À, tình hình mua bán của mình năm nay sau dịch này, nói chung là sau dịch này là mua bán cuộc sống nó cũng ổn định lại chút xíu, nhưng nó cũng đỡ đỡ được đó. Còn nếu mà dịch mà đóng cửa coi như là đói luôn. Con cũng mong rằng là dịch nó sẽ hết rồi, những cái du lịch nó sẽ kích cầu cho lên bà con mình đi đó. Đúng rồi, bà con đi du lịch rồi để cho có cuộc sống, mọi người có cuộc sống rồi yên lành. Mong cho hết dịch để cho ai cũng vậy, cũng có cuộc sống, còn ai cũng có đi làm, có đi chơi, đi du lịch, có du lịch thì ở đây cũng buôn bán được. Ở đây khá vậy. Chào chú đi nha. Chú rồi, ok. Chú rồi, con chào chú. Cái này là mực xúc đi ba, gạch sữa lăng muối, cá cơm trên giò xuất chanh dây Đà Lạt. Còn cái này là cá đuối tầm bơ cháy đỏ này anh. Cái này là mực rin sa tế sữa dâu tây Đà Lạt. Cái này cá bông cắt nướng. Còn cái này cá khô nướng này anh. Dạ. Này mực cá. Dạ. Cái tiệm mình là gì hả chị? À, mực lim me đầm sen thôi, đầm sen thôi. Đầm sen mà không có xe nó bán không đủ hay đầm sen. Đúng rồi, đúng rồi. Xem mực cá mực ở đây nổi tiếng YouTube lắm rồi thế này. Anh cứ về anh cứ bấm vào lên xem mực đầm sen vô cái đổ này, xem mực cái nổi tiếng này. Dạ dạ. Và tiếng chợ xóm lưới này lắm này. Dạ dạ. Anh em cô bác có đi chợ xóm lưới ghé đây mua ủng hộ cho một đầm sen, bán cả 13 Nguyễn Công Trứ và 34 Nguyễn Công Trứ này. Và mua về ở đây cân đầy đủ luôn. Dạ, bán đúng giá, cân đầy đủ. Thì giờ chị bán được nhiều không? Và thì lúc nói chung là hôm nay là thứ ba thì khách cũng không có, gọi là nay lai thôi, còn thứ bảy chủ nhật khách đông thì bán được. Thường là trong ngày là thứ bảy chủ nhật sẽ bán nhiều chị ha. Và đúng rồi, khách du lịch xuống đông thì bán được, còn ngày giờ này thì khách không có mấy thì bán lai thôi. Dạ. Dạ. Chúc chị dạ. 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 Chào chị dạ. Chào chị ạ.